Thưa quý vị, chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong vòng 7 ngày theo phương châm ai ở đâu ở đó, kể từ 8 giờ ngày mai, ngày 16 tháng 8, để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, được người dân thành phố đồng tình ủng hộ và cho rằng đây là giải pháp mạnh và cần thiết để thành phố sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo tôi là người dân của thành phố thì tôi thấy làm điều này rất là tốt. Nói chung là để ngăn chặn được cái dịch bệnh khỏi lây lan. Thì nói chung là với cái phương án mà 5K là mình lúc nào cũng sẵn sàng rồi. Mình cứ sống theo cái phương án của chính phủ nhà nước đề ra. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và kịp thời trong tình hình dịch COVID đang ngày một phức tạp. Đây là một quyết sách đúng đắn. Tuy nhiên, để thực thi có hiệu quả thì phải có cái sự nhất trí, đồng lòng của toàn dân. Nên có những cái quyết sách kịp thời hơn nữa trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm và các cái chính sách an sinh kịp đến cho dân. Chủ trương của thành phố nói là người dân không được ra đường. Không được ra đường thì chúng tôi dân phải chấp hành nghiêm chỉnh ở trong nhà cho nó bảo đảm an toàn. Có chi đó lương thực, thực phẩm thì tôi cũng đã chuẩn bị một ít để ăn đủ trong các ngày tới. Mà nếu có thiếu thì tôi cũng liên hệ với tổ dân phố, ở đây tổ dân phố họ cũng nhiệt tình. Theo tôi kiến nghị thì đã làm thì làm cho chặt chẽ luôn. Và khuyến cáo người dân thực hiện cái chủ trương nó tốt hơn để cho cái đợt dịch này nó dứt điểm.